cho mọi người đi tham quan công ty thủy điện Hòa Bình nha. Vâng. Chờ đây đợi, vâng. Đứng đây cho mát đi đã. Túi to để ngoài xe. À còn mấy đoàn đi cùng nhau cơ mà. Có phải mình đâu. Đấy, công ty thủy điện Hòa Bình. Nên là đi vào, đây là công ty thủy điện Hòa Bình nhá. Công ty làm trong lòng núi. Nha. Đây là đang cho mọi người tham quan. Bây giờ là 3 giờ 15 rồi, đồng hồ kia chính xác đấy nhỉ? Đi ngầm ở trong lòng núi. Để bắt đầu đi đây. Mọi người bắt đầu đây là quay trực tiếp cho mọi người xem chỗ nhà máy thủy điện nhá. Trực tiếp xem nhá. Nhà máy thủy điện Sông Đà nhá. Thủy điện Hòa Bình. Đây một đoàn anh em đi. Trong lòng đất đấy. Trong lòng đất đấy. Đúng rồi đấy. Trong lòng đất đấy. Một đoàn, đây một đội đoàn đi thôi. Đi cả hai đoàn đi cùng nhau hả? Không ạ. Kia. Hướng dẫn viên của đoàn mình cả hai người đoàn cùng. Không ạ. Đi cùng. Kia là của đoàn kia. Đâu, đây cả hướng viên của đoàn mình luôn đấy. Không, của đoàn mình luôn đấy. Đoàn Mình ơi, đang đi vào ấy nhá, thủy điện nhá, thủy điện sông Hòa Bình nhá. Đi là đi khu vận hành máy ở trong lòng đất. Không biết là đi vào trong là nó có phát được trực tiếp cho mọi người xem không? Đây là vẫn đang ở ngoài, đang chuẩn bị đi vào. Để cho mọi người cải thiện mắt trực tiếp đi vào xem khu vận hành máy thủy điện Hòa Bình lớn nhất cả nước. Đây là nước ngấm này, là ngấm hết đường. Chờ hướng dẫn viên. Chờ chờ đi cùng. Đi vào đây đã. Đi vào cổng chờ hướng, chờ đi không biết đi đường nào. Không biết đi đường nào. Chờ chờ hướng dẫn. Đấy. Chờ. Đi ở bãi trong à, đây. Hết lòng hết sức. Sự tổ quốc. Đi vào đây đã nghe tiếng nhà máy. Máy đã kêu. Sau khi tái bên của công trình cắt điện xong thì cái trạm này nó là trạm chính. Cái trạm này hôm nay trạm cắt phối ngoài trời là trạm 220 và 500 kV để cung cấp cho 63 tỉnh. Để chúng ta đi vào đường hầm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân nhé. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Đấy, đi vào ngay đi. Đấy, ông Thái, thẳng như thế. Đi thẳng, đi thẳng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Bắt đầu đi vào đường hầm. Đúng rồi đấy. Hai đoàn một. Cương ạ. Cương ở đây. Cương đằng sau kia. Đằng sau kia rồi. Rảnh thì cứ đi thôi. Đấy, đang làm gì kia? Đang chờ đội hai đoàn đi cùng thì có hướng dẫn viên đi để. Không biết là đi vào lòng đất có sóng không?
cố gắng quay để cho mọi người ở nhà xem. Đâu đâu đâu. Đây 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 đây. Ờ nhìn thấy rồi. Có được quay không? Em bày đàn của cận quay được ạ? À? Quay được. Đấy, được quay được. Chúng ta qua vòng đi ạ. Được quay được. Đấy. Quay để cho mọi người ở nhà xem. Mình đi này trực tiếp. Bí mật quốc gia. Đấy, bí mật quốc gia. Đấy, quay được mà. Mọi người cố gắng nhá. Tầm mấy cương đi đây cả chưa? Đấy. Đấy, đi đang đi vào trong lòng đất, xuyên lòng đất đấy. Đang vào xuyên lòng đất nhá. Đẹp không? Đẹp như kiểu đi đường hầm ấy. Đây là đang vào xuyên qua quả núi. Nhà máy điện. Các đồng chí đi từ đấy nhá. Mấy đồng chí nhí đi từ. Mấy đồng chí nhí đi từ thôi. Đi 400 mét đường hầm. Tất cả đường trong lòng núi là 2.000 số. Chúng ta chỉ đi 400 mét để tiến thôi. 400 mét đường hầm. Đẹp không? Đấy, đi vào đường hầm thủy điện đấy. Quá đẹp luôn. Đây là thủy điện quốc gia. To nhất. Tổ máy 2. Thì công kỹ thuật thì đứng thứ 5 trên thế giới. Thế còn công trình này á,
được xây dựng, trong đó là nó có 4 nhiệm vụ chính đó. Nhiệm vụ đầu tiên của cái công trình này là chống lũ cho Đồng Bằng Bắc Bộ. Nhiệm vụ thứ hai của công trình mới là phát điện. Hàng năm thì trung bình nhà máy sản xuất ra khoảng 8,16 tỷ kWh, cung cấp điện cho tất cả 63 tỉnh thành. Nhiệm vụ thứ ba của công trình đó là giao thông đường thủy. Còn nhiệm vụ thứ tư của công trình thì khi vào mùa khô thì nhà máy người ta lại cung cấp nước về, để tưới tiêu cho đó một vào mùa khô để mà nâng hiệu suất canh tác lên. Thì đó là bốn cái nhiệm vụ chính của công trình này. Ở nhà máy thủy điện Hòa Bình thì sau này thêm đăng thêm hai tấm pin nữa sang bên bờ phải sông Đà bên kia, họ đang xây dựng thêm một cái nhà máy mở rộng bên đó với hai tấm pin thôi ạ. Sau này thì công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình nó bằng nhà máy thủy điện Sơn La là 2400 MW ạ. Ở đây máy kêu ù ù, tổ máy thứ 6. Đây là khi ta đang đi ngầm hoàn toàn trong lòng núi đó, ngầm hết tất cả trong lòng núi. Đồi này người ta gọi là đồi 206, ngầm tất cả là 20 km, ngầm trước kia là 22 km. Sau khi thì người ta không sử dụng thêm 2 km đường ngầm, người ta không sử dụng tới cho họ nó bớt đi thì còn 20 km nữa. 20 km trong. Và khi ta đang đi đến một cái gian trung tâm lớn thứ hai, đó là cái gian bên tay phải của đoàn. Thế thì cái gian bên tay phải của đoàn ta đây thì công trình nhà máy họ lắp đặt tất cả là 26 máy biến áp. Cái máy biến áp này nhiệm vụ của nó là nâng điện áp cho 8 tổ máy bên trong. Vì điện phát ra tại tổ máy nó chỉ có 15,75 kV, cứ một tổ máy bên trong nó qua 3 hệ thống biến áp bên ngoài. Các bạn nhìn thấy bên tay phải của đoàn đây ạ. Qua 3 hệ thống biến áp thì sẽ nâng lên 220 và 500, từ đó họ mới dẫn ra ngoài. Mỗi một ô cửa xanh là một máy biến áp. Mỗi máy nâng lên khoảng 97 tấn ở máy. Thì đến khi sửa chữa lại tu đó, người ta phải dùng hệ thống đứng dây bên dưới chân của đoàn mình đây. Bên tay trái chúng ta là cái trạm sửa chữa, đưa vào đó thì đến tu sửa chữa, sau đó thì đưa ra lắp ráp. Đây là máy biến áp và nhiệm vụ để nâng điện áp cho 8 cái tổ máy bên trong kia. Và bây giờ thì xin kính mời chúng ta đến bên trong này để tham quan tổ máy bên trong.